Và hiện tại mình đang có mặt ở một tiệm bánh mì có thiết kế có chút xíu gì đó cổ xưa và hiện đại và có cái view rất là đẹp. Nhìn xuống đường Lê Lai và khách sạn New World. Rồi, mình ăn nha các bạn. Có một khách mới vừa lên. Và đây là tô bún mọc 40.000 đồng các bạn. Nhìn đã bắt mắt ha, đặc biệt là cái rau sống này nè. Quay thêm chút cảnh cho mấy bạn xem, đây là ngã ba của đại lộ Võ Văn Kiệt và đường Ngô Quyền mấy bạn. Đó, con đường Ngô Quyền ngập nặng luôn. Đây, mấy bạn thấy chiếc xe hơi đằng kia không? Đó. Thua, thua. Chào các bạn. Hiện tại là khoảng 12 giờ rưỡi trưa ngày 1 tháng 10 năm 2019 và mình đã có mặt trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Trưa hôm nay mình sẽ đi ăn bún mọc mấy bạn. À, mấy hôm trước mình có đến số 114 Nguyễn Công Trứ quận Nhất để ăn bún chả. Thì mình thấy bún chả đó khá là ngon, do đó hôm nay mình quyết định mình trở lại tiệm đó đi ăn bún mọc. Thì ngoài bún mọc ra, bún chả ra thì tiệm đó còn có bún thang nữa và nem cua rán. Mình thấy mấy cô trong đó là người Bắc và nấu món ngon. Nói thêm chút xíu như thế này, trưa hôm nay mình vẫn đang có mặt ở Sài Gòn, lý do là bởi vì chiều cường mấy bạn. Sáng hôm nay chiều cường vẫn ngập nhà, vẫn lan ra tới đường luôn. Và thông tin mình đọc được ở miền Tây á, là những con đường chính ở thành phố Cần Thơ như Lý Tự Trọng, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, rồi Xô Viết, Nghệ Tĩnh, rồi đường Mậu Thân, Cách Mạng, tháng 8 cũng ngập và ngập tới nửa mét. Cá biệt như Cùng Thương ở thành phố Cần Thơ là coi nhà chìm ngập trong nước, ngập luôn vườn tược luôn. Đó là thông tin từ báo Tuổi Trẻ ha. Và sáng hôm nay là coi như là Sở Giáo dục thành phố Cần Thơ phải cho học sinh nghỉ học. Và cũng từ báo Tuổi Trẻ mình đọc được là gần như hầu hết nội ô của thành phố Vĩnh Long cũng ngập luôn. Và quốc lộ 1, con đường huyết mạch về miền Tây cũng nhiều đoạn bị ngập. Nói chung là thua và thua, bây giờ về tới miền Tây là coi như là nhiều nơi cũng bị ngập. Và bây giờ mấy bạn nhìn qua đây nè, mình đứng ở đây nãy giờ cái mùi nước này rất là thơm mấy bạn nha. Và chính cái dòng nước này nó sẽ tràn vào nhà và lên đường xá. Và thực sự mà nói có nước này á, nó mà dính vô chân á thì chúng ta sẽ gãi rất là tuyệt vời luôn. Đây nè mấy bạn, nó đen như chưa từng được đen, mấy bạn thấy không? Đó, mấy bạn nhìn xa xa chút xíu sẽ thấy là cái dòng đen và cái dòng nó có vẻ xanh xanh ra, nó tách biệt. Và đây là dòng kênh ở Sài Gòn dọc theo đại lộ Võ Văn Kiệt. Ở đây gọi là kênh Tàu Hủ các bạn nha. Qua phía bên kia sẽ là kênh Tẻ. Rồi ôm theo hướng tay trái tới cái đoạn bên kia thì gọi là rạch Bến Ghé. Nói chung là sẽ thông ra sông Sài Gòn hết. Chính vì tình trạng mà chiều cường như vậy cho nên mình cũng ngại, mình chần chừ chưa đi miền Tây. Tuy nhiên là mình sẽ sớm đi thôi. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng mình đến số 114 Nguyễn Công Trứ quận Nhất để ăn bún mọc. Cũng có thể là ở đó có thêm cả món bún thang nữa. Nói chút xíu về món bún mọc nha. Bún mọc là một món ăn rất là phổ biến ở khu vực của người Bắc. Thì nước lèo bún mọc á, thì nó có vị ngọt thanh. Rồi cái cục mọc á, nó xốp, nó mềm và nó ngọt thịt nữa. Thì không chỉ người lớn mà con nít cũng thích ăn nữa. Đặc biệt là người lớn khi ăn bún mọc á, thì sẽ ăn kèm với rất nhiều rau thơm. Thì cái đó cũng là một cái món mà mình thích ăn.
Ngoài ra nếu mà nói ẩm thực miền Bắc, mình còn thích thêm một món nữa là bún dọc mùng. Dọc mùng chính là bạc hà đó bạn. Lần đó mình nhớ mà ra Hà Nội thì bún dọc mùng chính là cái bún bạc hà, rồi họ nấu thêm cái những khoanh giò heo cũng rất là ngon. Rồi thôi chúng ta đi nha, hơn 12 giờ rưỡi rồi, hồi sáng giờ mình cảm thấy đói bụng rồi. Và đây là ngã tư Nguyễn Công Trứ và Nam Kỳ Khởi Nghĩa mấy bạn. Bên góc tay trái phía kia chính là bún chả Thúy Mùi ha. Rồi bữa mình ghé qua rồi đó. Rồi chúng ta đi qua bên đó. Đây mấy bạn, mình quay lại cái bún chả Hà Nội Thúy Mùi nè. Cái tòa nhà bữa. Và cái số điện thoại hồi trưa thì mình gọi để hỏi là có đúng có bún mọc hay không nè, 3821-0197. Hiển nhiên mấy bạn quay thêm số 028 nha, 028-3821-0197. Đây, bún mọc. Hôm bữa mình quay cái thực đơn rồi, nhưng thôi trong cái video này mình quay lại một lần nữa mấy bạn xem nha. Bữa mình ăn bún chả Hà Nội là 40.000 nè, nem rán cua bể là 40.000 nè, có thể gọi nửa phần nem rán cua bể mấy bạn nha là 20.000 ha. Bánh tôm Hồ Tây bữa mình chưa ăn là 30.000 đồng. Bún thang 40.000, bún măng 40.000, bún mọc 40.000, miếng lương giòn 60.000, miếng măng 40.000, miếng mọc 40.000, mì là 40.000, bánh mì ốc la 18.000, bánh mì ốc la pate chả lụa là 40.000. Cái giá rất là vừa phải do mình thích ở đây là vậy, ngay trung tâm quận nhất. Đấy, cái phần thức uống ở bữa là mình gọi cái phần trái sấu ha, nước sấu 25.000 đồng. Nước tắc thì 20.000 đồng. Mình nghĩ hôm nay mình sẽ gọi cái món dầu ua đá 18.000 đồng. Hồi bữa mình vẫn chưa uống cái nước mơ và bột sắn dây. Bột sắn dây là một cái loại thức uống mà rất là mát mấy bạn nhé. Đây là một đặc sản miền Bắc. Và đây là tô bún mọc 40.000 đồng mấy bạn. Nhìn đã bắt mắt ha, đặc biệt là cái rau sống này nè. Đầu tiên mình sẽ nếm thử cái phần nước lèo ha. Đây, nước lèo khá là trong. Đấy. Ngoài trời, bầu trời có vẻ xám xịt mấy bạn ơi, cho nên trong đây thiếu ánh sáng nha. Đấy, mình gia tăng độ sáng lên rồi đó. Và bây giờ mấy bạn thấy rau thơm ở đây có nè, có giá nè, rau muống bào, diếp cá nè, rau quế nè, tía tô nè, và kể cả kinh giới nữa. Đặc biệt ăn bún mọc là phải có kinh giới nha. Đây chính là kinh giới mấy bạn đó, mình nhớ là kinh giới nè, cái mùi nó thơm lắm, giống như phải nói sao ta, có chút xíu điểm giống kiểu bạc hà, ớt sắc. Đấy, tương ớt và chanh. Thường người Bắc họ ăn có chanh lắm. Ôi, nếm nước lèo mấy bạn. Nước dùng ở đây không thiên về vị ngọt mấy bạn. Ở đây thấy cổ nấu là vị chua chua nha. Nước có vị chua chua nha. Rồi, để mình xóc cọng bún lên mấy bạn xem. Đấy, cọng bún nhỏ mực mà. Bây giờ mình sẽ ăn cái phần bún và phần mọc. Ở đây mọc được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giờ 8 cục mọc mấy bạn. Ở khu xứ đạo quận 8 á, thì họ nấu cái bún mọc này, cái nước dùng nó ngọt thanh. Ở đây thì nghiêng chủ đạo về cái vị đó là chua chua. Ăn một hồi cảm thấy cái vị ngọt hậu phía sau. Tuy nhiên vẫn có một chút xíu cảm giác gì đó là như cái vị nó bụt ngọt chút xíu. Cộng bún ở trong cái phần nước lèo này ăn ngon các bạn. Cái vị nó chua chua, chút xíu cảm giác ngọt ngọt. Mình mới ăn một viên mọc. Thì mọc ở đây là dai dai, mềm mềm. Nếu mà nó xốp hơn chút xíu nữa có vẻ là sẽ ngon, thích hợp hơn với mấy đứa con nít đó. Người lớn ăn vẫn ok rồi. Mềm mềm, dai dai, thơm. Ở nhiều nơi họ tăng lên thêm cái phần mọc nhĩ á, thì nó sẽ có cái độ sực sực nữa.
cơ bản cái tô bún mọc này đối với mình là ngon nha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn hết cái phần tô bún mọc này luôn. Và xem phần ớt nè, bữa phần ớt rất là cay. Cái ớt tương ớt kia cũng rất là thơm mấy bạn nha. Nhìn cái dĩa rau đã không? À, trong tô bún mọc này có cái ở đây hơi lạ một xíu nữa là họ cho thêm cái phần củ hành, họ sắc ra từng miếng. Rồi hành lá nè, hành lá thì ok mà hành sắc, củ hành sắc lần đầu tiên mình thấy. Ở bên khu sứ đầu quận 8 thì họ không nấu như vậy. Ở đây xin thêm miếng nước mắm, vắt miếng chanh cho ớt sắc vào, chấm cái phần mọc mình sẽ ngon. Rồi thôi, mình ăn hết luôn cái tô bún này. Thích ở chỗ này nhất chính là cái phần rau thơm mấy bạn. Ở đây có cả ngò rí nữa nè. Đó. Tức là phù hợp với khẩu vị của mọi người luôn. Thích ăn rau gì cũng có cả. Và đây là cái phần nước mắm nè, có tiêu nè, ớt nè, rồi chanh nè, bắt chung với nhau. Chấm phần mọc ăn rất là đã. Buổi trưa ở đây đông lắm nha bạn. Đông lắm á, nãy mình phải đợi khoảng độ 5-10 phút để mà vô cho nó bớt đông á. Đông quá lại khó ghi hình, thứ hai là nhiều người họ mở nhạc á, nó sẽ chèn vào trong cái video. Mình ăn hết cái phần bún mọc và mình chạy ra lại cổng chính của chợ Bình Thành mấy bạn. Thì trong lúc mình ăn cái phần bún mọc đó, ăn gần hết cái phần nước lèo thì mình phát hiện ra da gà. Mình có đi hỏi anh chủ thì anh nói là chính là dùng gà để nấu cái phần nước lèo cho cái phần bún mọc này. Thực tế là mình muốn ăn tiếp thêm nữa, mình muốn ăn cái phần dâu ua đá. Nhưng mà ở trong chổng thì có rất nhiều khách họ mở nhạc rất là lớn, nó sẽ xen vào trong cái video này. Và đó là những bài nhạc có tác quyền cho bắt buộc mình phải chạy ra ngoài đây. Ăn một tô bún mọc thực ra đối với mình là vẫn chưa no, và mình quyết định đi ăn thêm một món khác nữa, đó chính là bánh mì. Cái tiệm bánh mì mà mình sắp đi đến đây, đây là một tiệm mới ra thôi ở quận nhất. Và họ có một cái món mà được cộng đồng mạng khen, đó chính là món bánh mì với thịt heo xào cây. Một điểm nữa mình muốn nói ở đây là cái tiệm bánh mì này nó như là một cái quán vậy đó. Nó có không gian để cho mọi người ngồi ăn đàng hoàng. Và mình thấy hình trên mạng khá ư là giống như một cái nhà hàng vậy đó, tức là sang trọng ha. Hiển nhiên khi sang trọng thì giá nó sẽ cao. Rồi, chúng ta cùng đi đến đó, số 8 Nguyễn Đại Nghĩa, để xem coi cái bánh mì đó như thế nào nha. Đây. Hoa ở đây nở cũng khá là đẹp mấy bạn thấy không? Biết một cái là ở khu vực này là biết nói như thế nào. Mấy bạn thấy ở đó rồi ha. Rồi, chúng ta đi thôi mấy bạn. Mình muốn nói thêm điểm này nữa là ở chỗ cái quán nó nhìn rất là sang, có khả năng trong trọng nó sẽ mở nhạc các bạn nha. Vì thế rất có thể là mình chỉ ghi hình thôi, ghi hình từ bên ngoài quán vô trong quán. Mình ăn xong bánh mì sau đó thì mình sẽ nói cái cảm nhận tổng thể cho mấy bạn nghe ha. Và mình sẽ chèn cái phần nhạc YouTube vào trong cái phần video đó, nếu trong trường hợp trong quán nó họ mở nhạc mấy bạn nha. Thôi chúng ta đi. Và đây chính là góc giao của Lê Lai và Nguyễn Thị Nghĩa mấy bạn. Và cái tiệm bánh mì mình sắp đến đó chính là tiệm bánh mì Tiệt Te. Mấy bạn thấy cái tòa nhà màu xanh đó không? Đó, xanh lè luôn nha, ở số 8 Nguyễn Đại Nghĩa. Bên phía tay phải đây chính là khách sạn New World. Tự nhiên mình lộn rồi. Phía trước mặt mấy bạn nha, chính là ngã 6 Phù Đổng. Mình sẽ chạy đến ngã 6 Phù Đổng, sau đó mình sẽ ôm trái quay lại ha. Đây, khách sạn New World và Starbucks Coffee mấy bạn. Nói chứ mình vẫn chưa bao giờ uống Starbucks nha. Rồi, đi lại chút xíu nữa, tới Việt Te, bánh mì. Gần ở đây có bánh mì Huỳnh Hoa mấy bạn ha, bữa mình có quay rồi đó. Một trong những tiệm bánh mì mà đắt nhất ở Sài Gòn, có giá cao nhất ở Sài Gòn ha. Đây mấy bạn, Việt Te bánh mì, kế bên cạnh phở Hùng ha. Và mình nhìn thấy đằng kia là mở cửa từ 6 giờ 30 sáng hôm nay cho đến 2 giờ sáng hôm sau. Và trong trọng chắc chắn là thấy mở nhạc và... Rồi, thôi thua rồi.
mình chủ yếu mình mua bánh mì mình ghi hình thôi nha. Đó, mình cho tăng độ sáng lên tại vì bầu trời nó u quá mám sao đó. Mày quá mấy bạn ơi, mình vô đây mình xin phép quay hình nữa thì mình có nói là tắt đi cái phần nhạc cho mình và họ đồng ý. Và theo mình biết là quản lý trong đây chính là người Hàn Quốc nha. Bởi vì họ có cái món bánh mì khá là đặc biệt, đó là bulgogi, là món thịt nướng của Hàn Quốc á. Thì bạn thấy nè, mở cửa từ thứ hai tới chủ nhật ha, có là 7 ngày trong tuần, và coi như là từ 6 giờ 30 sáng tới 2 giờ sáng hôm sau. Như vậy là lúc nào cũng có thể ăn bánh mì được cả. Bước vào trong đây là máy lạnh mát rưỡi các bạn. Ở đây nhìn lịch sự ha. Thấy không? Đây. Ở đây các loại mà rau đồ ở họ ghi rất là rõ luôn, hành tây, hành lá, ớt, củ cải trắng, cà rốt, dưa leo, xà lách, cà chua, rau ngò vậy đó, để mình tự chọn ha. Và thường thì người Hàn Quốc lại không ăn được cái rau ngò nha, ngò rí á, coriander là họ ăn được. Vui lòng thông báo nếu bạn không muốn dùng bất kỳ thành phần nguyên liệu nào đó. Menu bị sai hả? À vậy hả? Rồi ok. Sai chính tả hả? Anh thấy cái bùi cookie nè, mà 70 ngàn đồng. Và đúng là bùi cookie hiện tại 70 ngàn không? À ok. Thôi anh lấy cái này đi. Bánh mì gà sốt cây 42 ngàn đồng, cho anh cái phần đó nha. Rồi. Đây mấy bạn, menu trên đây mới là đúng nè. Bùi cookie là 70 ngàn đồng. Heo xào cây loại lớn 70 ngàn. Teriyaki chicken là gà teriyaki 70 ngàn ha. Gà sốt cây 70 ngàn và trứng omelet 60 ngàn. Wow. Giá bánh mì này ở đây là thuộc loại là cao nhất thành phố rồi đó. Cao hơn bánh mì Quỳnh Hoa luôn rồi đó. Với cái giá 70 ngàn đồng, mình gọi ổ vừa thôi, 42 ngàn. Mà nãy em nói là như là quản lý em người Hàn Quốc đúng không? Hay là chủ người Hàn Quốc ta? Chủ người Hàn Quốc. À. Ui, cookie. Như vậy cái cách làm bánh mì có liên quan tới Hàn Quốc không? Bánh mì là Việt Nam mà. Cái đó là cheese hay gì em? Bơ. Bơ hả? Anh ăn cay á hả? Cái cho cay nhiều sao? Như vậy là mấy em làm việc 3K luôn hả? Anh thấy 6, 30 sáng tới 2 giờ sáng không sao được. Ờ, à, là 3K. 2K thôi, thì một ngày làm bao nhiêu tiếng? Ờ, có ca gãy. Mình mở cửa đây là mình khai trương tới nay là được bao lâu em? Hơn một tháng. Hiện tại chủ yếu khách của em là khách nước ngoài à? Hay là người Việt có không? Dạ có người Việt. Người Việt chủ yếu người ta đặt hàng qua app. Ờ, đặt qua app. Thấy lạ lạ đúng không? Cái không gian mình chưa có máy lạnh đâu. Dạ. Chỉ có một tầng nữa đúng không? Hai tầng. Hai tầng à? Tầng phía trên em mở luôn rồi. Dạ. Ok, anh lên trên anh xem thử. Cái mô hình của em nó hơi giống cái mô hình của cái góc Phạm Ngũ Lão và Đệ Thám á. Nó có một cái tiệm bánh mì 362 cũng vậy. Nhưng mà cái tiệm đó hình như là của người Việt. Tuy là nó cái làm cái bánh mì giống như một cái tiệm cà phê á. Bên này bán cà phê được hả? Làm xong là đưa vô microwave. Lò nướng như lộn. Bức tường trang trí đây khá là đẹp, mình thích cái kiểu này nè, thanh nhã. Ở đây là kiểu mộc, sử dụng cái gạch đỏ. Màu chủ đạo ở đây chính là cái màu xám nha bạn ha, xám hoặc là trắng.
chỉ điểm tô cái màu gạch đỏ này làm nổi bật lên thôi. Và chúng ta sẽ lên tầng 2 để ăn bánh mì. Mình vừa lên tầng 1 với bạn, rất là đẹp. Đây, mình nghĩ mình sẽ ở tầng 1 luôn, tại hiện tại là không có khách. Mới có một khách đi xuống rồi. Ở đây là tầng 2 nè. Đó, cầu thang là tầng 2 nha. Một lát nữa mình sẽ lên tầng 2 quay mấy bạn xem. Hey. Không gian của tầng 1. Và đây là cái nhà vệ sinh nè mấy bạn. Mình đang đứng ở chỗ có máy lạnh, mát ơi là mát luôn, đã thiệt á. Ở đây. Ở đây mình có một cái điểm mình thích là chỗ họ sử dụng cái cửa sổ, mấy bạn thấy cửa sổ đó không? Ánh sáng bên ngoài vào và cái ánh vàng ở đây nó hắt vô, nhìn rất là đẹp. Cách trang trí thì tốt ghê. Và đây là ổ bánh mì 42.000 đồng, bánh mì thịt heo sốt cây ha. Đấy, đầu tiên cái không gian là mình thích rồi. Thực ra mình nói là trả tiền chính là trả tiền cho cái không gian và cái phục vụ, cái dịch vụ của họ. Chứ thực ra bánh mì ở Sài Gòn thì có nhiều nơi chỉ cần 15.000 là đã rất là ngon rồi. Đây mấy bạn. Rồi, mình ăn nha mấy bạn. Có một khách mới vừa lên. Ồ, bánh mì này khá ngon mấy bạn. Đầu tiên phải nói là nó giòn, giòn rụm luôn. Cắn rộp rộp rộp. Các bạn thấy nè. Nó giòn, nó độ mà những cái phần kia cắn một cái nó rớt ra luôn đấy. Đây, mấy cái mảnh vùng 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 á. Ở trong đây cái phần đậu chua, cái phần cà rốt á thì chua chua ngọt ngọt, giòn. Có hành, có ngò. Cái phần bơ béo béo. Cái phần thịt heo thì cũng khá là mềm. Họ xào tôi nói là ok. Có chút xíu vào đó cay cay. Rồi cay chút xíu rất là nhẹ. Vị mặn mặn, ngọt ngọt. Trong đây thì xà lách nó tươi nữa. Cơ bản thì chiếc bánh mì này mình thấy là khá ngon. Tuy nhiên, nó cần phải có thêm một cái độ cay. Thì mình nghĩ là nên có thêm cái phần ớt sắc đối với cái khẩu vị người Việt Nam ha. Ở đây họ có cho thêm cái phần tương ớt. Đây là sản phẩm của Jolly Max. Thì cái sản phẩm này cũng được, chất lượng ok. Như vậy mà nói xét về cái ổ bánh mì, nếu mà đây 42.000 đồng á, thì mình thấy thực ra mình nói ăn là ăn cái không gian, cái trang trí đẹp, có máy lạnh, chỗ ngồi đàng hoàng, thì thích hợp với người nước ngoài. Cái thứ hai là bạn bè đến đây ăn bánh mì, uống cà phê, trò chuyện, mình thấy cũng hay. Có thêm một cái điểm như vậy thôi. Chứ xuất sắc gì cái ổ bánh mì này, không có xuất sắc, mình không thấy là xuất sắc gì. Rồi, mình ăn hết cái ổ bánh mì nha. Mình tiếp tục đi lên tầng 2 mấy bạn nha, cho mấy bạn xem cảnh. Ở đây khách cũng lịch sự nữa, nói chuyện nhỏ nhẹ. Mấy bạn nhân viên thậm chí nói chuyện còn lớn hơn khách. Đây mấy bạn, mình lên tầng 2 nha. Đây cầu thang tầng 2 nhìn xuống mấy bạn. Bên kia khách sạn New World. Wow, cái trang trí đẹp mấy bạn ơi. Tầng 2 này cái view đẹp ghê á. Mình nghĩ là lên tầng 2 nha. Đây mấy bạn, hồi xưa có coi phim á, mà mấy cái cuộn băng thế này không? Rồi chùi đầu từ nữa. Nghệ thuật sắp đặt. Có một thời mình thường xuyên nghe radio.
và mình nghe nhiều nhất là những ca khúc bất hủ. Đầu tiên sẽ là Chí Quyền và những ca khúc bất hủ. Xin kính chào quý vị. Đây là một loại cây mà thường được trồng trong cái môi trường trong nhà và với không khí thường mình nhớ là mát mẻ một xíu. Lúa. Chúng ta nhìn ra ngoài mấy bạn. Nói chung là trả tiền cho cái dịch vụ nè, cái sự sang trọng nè và cái view ha. Bạn nhìn đẹp không? Nhìn ra ngã sáu Phù Đổng đằng kia, không thấy được hết. Nhưng mà thấy cũng khá là rõ ở phía này. Đây, nhìn đây, các bạn. Trời Sài Gòn buổi chiều là cứ muốn mưa à. Đây các bạn. Tiếc thay là cái lớp kính này nó bị mờ mờ nữa, nó dơ bên ngoài á. Cho nên nhiều chỗ quay nó không rõ. Phù hợp khi đi với bạn bè mấy bạn ha. Chủ yếu là bạn bè nước ngoài nè, đòi hỏi không gian sạch sẽ, sạch đẹp. Thật ra mình nói thì mình cũng muốn là cái giá bánh mì Việt Nam nó gia tăng cái giá trị của nó. Bởi vì nhiều cô chú bán bánh mì khoảng độ 15 ngàn, 17 ngàn, 20 ngàn thì nó là những cái chiếc xe, thường là xe đẩy. Nói như thế nào về cái chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đôi khi nó cũng gọi là cao. Thì khi cái điều kiện sống nó tốt hơn nữa thì cũng nên có sự đầu tư như kiểu này mấy bạn ha. Gia tăng ổ bánh mì lên khoảng độ 30 ngàn đồng mới có thấy phù hợp. Ở đây 42 ngàn đồng thì mình cũng phải chấp nhận thôi, bởi vì ở đây là trung tâm quận nhất. Cái tiền thuê mặt bằng rồi nhân công nó cũng sẽ cao. Rồi mấy bạn ơi, mình quay trở lại và mình muốn nói thêm một chút xíu thông tin thế này. Đây là sự cải chính nha. Hồi nãy mình gọi bánh mì là bánh mì heo xào cây, mình gọi cái đó. Nhưng không biết là lúc mình trao đổi, mình nói chuyện với mấy em như thế nào đó, mà mấy em làm cho mình bánh mì chính xác chính là bánh mì gà xào cây. Thì giữa gà và heo xào cây có cùng chung một cái loại sốt, đó là sốt màu đỏ đỏ, có chút xíu gì đó ngọt ngọt cay cay. Cho nên là nó giống nhau về sốt ha. Khác nhau chỗ xíu là mấy bạn nó nói là cái gà thì nó mềm hơn, và cái thịt heo thì nó có độ dai dai. Hồi nãy là mình không có thấy luôn, tại mình nghĩ là cái màu sốt đỏ đỏ đó đó, nó làm cho mình không nhận ra được là yếu tố là chỗ là heo hay gà, là bởi vì mình chỉ cảm nhận được cái vị sốt ở chỗ là nó ngọt ngọt cay cay thôi. Rồi đây là sự cải chính mấy bạn ha. Ở lâu lâu nó cũng bị cái sự cố rồi vui giữa cái order. Thì đáng lẽ là mình sẽ gọi lại thêm một cái phần heo xào cây nữa, nhưng mà mình nghĩ lại thôi đi, cái phần thịt heo ở đây chắc như mấy bạn nó nói là cũng mềm, chút xíu gì dai dai, cho nên thôi mình không có mua lại một phần nữa, thêm 40 ngàn đồng, 42 chứ, ăn thêm một ổ nữa chắc mình lăn mình về tới nhà luôn. Thôi chúng ta tiếp tục đi các bạn nha. Mình quên nói nữa là trong cái bánh mì ở đây không có phần pate nha mấy bạn nha. Và ở đây mình thấy cũng không có bánh mì chả lụa luôn. Tức là cái gu của họ là theo kiểu như Hàn Quốc, theo kiểu dành cho các bạn người nước ngoài, hoặc là các bạn trẻ đi ăn bánh mì để chụp hình rồi để trò chuyện với nhau, cần không gian đẹp, sang trọng, máy lạnh. Bên ngoài mưa lớn lắm mấy bạn ơi. Mình lên tầng 2 quay mưa mấy bạn xem nha. Quay cái cảnh mưa trên đường Lê Lai. Đây từ tầng 2 mấy bạn nhìn ra nè, mưa nè. Mưa kiểu này thì miền Tây cũng hơi quải à. Mưa liên tục, vừa chiều cường vừa mưa nữa. Mấy bạn có nghe tiếng mưa trên mái tôn không? Mưa rồi, chán quá mưa ơi.
bây giờ ngồi nhớ lại cái vụ đó vẫn thấy cười cười, giữa cái heo và cái gà. Bởi bây giờ mà nói là thịt heo thịt gà nó cứ mềm mềm giống nhau á. Bảo cũng khuynh hướng là sắc nhỏ nữa. Ngồi ở đây nhìn cảnh mưa thế này không có muốn đi về. Còn nước chảy mấy bạn. Lớn quá. Mưa nhìn đường phố và mình cũng thường nhìn những cái cây nữa. Mới mưa có chút xíu rồi mấy bạn thấy nè, nước quá trời nước luôn. Mình ăn xong bánh mì rồi ngồi nói chuyện với chị quản lý là bởi vì trời mưa ha. 3 giờ rưỡi thì trời mới hết mưa. Mình đang trên đường đi về nhà và tới đây là khoảng độ 3 giờ 40 phút chiều các bạn. Tới đây ngay đại lộ Võ Văn Kiệt các bạn thấy nè. Đây là đại lộ Võ Văn Kiệt nha. Đấy, nước ngập sâu tới nửa bánh xe thôi. Rồi, chết máy luôn. Đó. Thành phố Hồ Chí Minh. Đây. Cái đường đó thực ra là đường dành cho xe máy đó mấy bạn. Là bây giờ là công an họ điều chuyển cho mình ra ngoài đây luôn. Và khúc này là khúc dành cho xe hơi và xe tải ha. Bây giờ trên đường về mình sẽ ghé một cái hẻm. Đó là hẻm 720 Nguyễn Trãi, quận 5. Rồi chúng ta cùng đi nha. Cái này là lấy mấy cái thao các bạn, xong rồi ngồi lên trển xong rồi chơi bồng bềnh cũng vui lắm. Giống hồi xưa đi tắm mưa rồi. Rồi, chúng ta tiếp tục đi. Nghe cứ như là sóng vỗ thuyền vậy đó. Chết máy hết rồi. Quay thêm chút cảnh cho mấy bạn xem. Đây là ngã ba của đại lộ Võ Văn Kiệt và đường Ngô Quyền mấy bạn. Đó. Con đường Ngô Quyền ngập nặng luôn. Ê, mấy bạn thấy chiếc xe hơi đằng kia không? Đó. Cua. Mình nghĩ đây là mưa và chiều cường nữa. Và hiện tại mình đang có mặt trên đường Nguyễn Trãi quận 5 mấy bạn. Chính xác là mình đang đứng trước khu phố văn hóa 4B ở số 717 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5. Đối diện với khu phố này chính là hẻm 720 Nguyễn Trãi. Đối với rất nhiều người Sài Gòn và thậm chí là người chợ lớn thì con hẻm này là một hẻm vô danh. Tuy nhiên hơn 100 năm về trước, đây là một con hẻm rất là nổi tiếng ở chợ lớn. Nó gắn liền với sự xuất hiện của một trong những nhân vật kiệt xuất của cách mạng Trung Quốc hồi đầu thế kỷ 20. Đó chính là nhân vật nhà cách mạng Tôn Trung Sơn. Năm 1902 thì nhà cách mạng Tôn Trung Sơn đã đến Hội Quán Tuệ Thành để cổ suý cách mạng trong giới Hoa Kiều lúc đó. Thì giới Hoa Kiều lúc đó nói chung là không có thích triều đình Mãn Thanh, cho nên là chuẩn bị sẵn cà chua, dưa leo, là trứng gà để tặng cho ông á. Nói chung là ý là không có hay ho gì. Nhưng mà sau khi nghe ông diễn thuyết xong thì mọi người đều cảm động.
và ký vào cái biên bản gọi là ủng hộ cái Hưng Trung Hội của ông. Một trong những người mà rất có cảm tình với Tôn Trung Sơn đó chính là ông Tường Giá Đỗ. Thì ông có tên thiệt là Hoàng Cảnh Nam, ông sống bằng nghề làm giá đỗ. Thì ông đã quyên góp 3.000 đồng bạc, cái tiền mà ông tích lũy từ việc làm giá đỗ cho nhà cách mạng Tôn Trung Sơn, cho cái phong trào cách mạng mà Tôn Trung Sơn làm lãnh đạo. Thì Tôn Trung Sơn có 6 lần đến Việt Nam, thì trong đó có 5 lần là đến hẻm 720 Nguyễn Trãi ở trong nhà của ông Tường Giá Đỗ. Trong đó thì có một lần mật thám Trung Quốc, mật thám của Pháp và tìm lục bắt ông Tôn Trung Sơn, thì ông Tôn Trung Sơn đã trốn vào trong một cái thùng làm giá đỗ của ông Tường Giá Đỗ. Năm 1911 thì cái cuộc cách mạng Tân Thời do ông Tôn Trung Sơn lãnh đạo là thành công, đánh dấu sự sụp đổ của triều đình phong kiến Trung Quốc. Và lúc đó thì ông Tường Giá Đỗ được mời về Nam Kinh để tham dự thành lập Trung Hoa Dân Quốc. Và từ đó là hẻm 720 Nguyễn Trãi là trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên bây giờ mấy bạn thấy nè, đây là con hẻm thực tế 720 Nguyễn Trãi, một con hẻm khoảng độ 2 mét mà thôi, và rất là bình thường luôn. Ở phía trong chỉ còn lại khoảng một số nhà dân, và phía trước là bán trà, bán cà phê thôi. Và chúng ta nhìn qua đây, kế bên đây chính là khu phố hẻm 714 Nguyễn Trãi, hay là hẻm Tuệ Huệ Lý. Kế bên nữa là trường Mạc Kiếm Hùng, và sau đó là trường Miếu chứ, Hội Quán Tuệ Thành. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi vô trong hẻm 720 Nguyễn Trãi nha, cùng nhìn lại con hẻm 108 tuổi ngày xưa. Trăm năm mọi thứ đều thay đổi. Thích cái khoảng sau này nhiều cây xanh, bạc hà nè, rau quế nè mấy bạn, nhiều tiếng chim nữa, đu đủ. Và đây là cuối hẻm mấy bạn ha. Như vậy là con hẻm này có hình chữ L. Như bên đó vẫn còn hướng đi kìa, mình đi qua bển nha. Chính xác là hết hướng đi mấy bạn ơi, mình cứ tưởng là ngay chỗ này có điểm đi. Đây. Wow, cây khế. Trái quá trời trái luôn. Ôi mấy bạn thấy nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Quá trời. Wow, đã cây khế này. Dù sao thì cũng thua cây khế nhà mình. Rồi thôi, mình đi về mấy bạn nha. Cảm ơn mấy bạn đã xem video. Hẹn gặp lại mấy bạn trong các video kế tiếp. Tự nhiên mình bị khàn giọng à. Phải nói là 3 tháng trời mình ghi video mấy bạn, ghi hình phải nói là 3 tháng liên tục. Hình như là mình chỉ có 2 ngày nghỉ cho 2 ngày đó. Mình bệnh khá là nặng. Rồi, đi về thôi mấy bạn ơi. Rồi, chào mấy bạn, mình đi về nha.